Quý vị và các bạn thân mến, xuân yêu thương, xuân nồng ấm, nụ cười xuân, đó là những chủ đề rất thân thương của các chương trình chào quà Tết dành cho học sinh sinh viên hoàn cảnh khó khăn. Vâng ạ, trong những ngày qua thì mỗi nơi, mỗi cách làm, song tất cả các chương trình đều cùng ý nghĩa, đó là góp phần mang mùa xuân, những điều tốt đẹp đến cho học sinh sinh viên khó khăn trong dịp Tết đến xuân về. Đây là nội dung được giới thiệu trong một sông nước ban mai ngày hôm nay. Trong không khí vui vẻ của buổi họp mặt với chủ đề xuân nồng ấm, 119 sinh viên hoàn cảnh khó khăn của trường Đại học Tây Đô được trao tặng quà gồm các nhu yếu phẩm, bánh, mứt để vui dày trong dịp Tết sắp đến. Ở đây tuy mỗi em một hoàn cảnh khác nhau, nhưng các em đều có một điểm chung là vượt lên những khó khăn để gắng sức đặt từng viên gạch cho bước đường tương lai của mình. Do nhà xa nên một số sinh viên không về quê vui Tết với gia đình mà ở lại trường để làm thêm, kiếm thêm thu nhập trang trải cho việc học hành. Chính vì thế khi được các thầy cô trao tặng những món quà Tết, điều này đối với các em vô cùng ý nghĩa. Đây là lần thứ ba em được nhận quà Tết như thế vậy. Đây là những phần quà mà ban giám hiệu hội đồng trường đã tận tình giúp đỡ hỗ trợ cho chúng em để giúp em có một cái Tết nồng ấm. Bản thân em sẽ cố gắng học tập, phấn đấu vươn lên do ngành học của mình trong tương lai để giúp ích cho bản thân, gia đình và xã hội. Tổ chức xuân nồng ấm này thì tổ chức hàng năm, cứ vào dịp Tết là nhà trường làm. Mỗi năm là khoảng từ 100 đến 150 em là sau khi được bình chọn từ các lớp, được sự thống nhất của lãnh đạo các khoa thì nhà trường sẽ tặng quà nhằm là giúp cho các em là sinh viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn có những phần quà trong cái dịp Tết để coi như ai cũng được là vui vẻ trong cái dịp Tết và ăn Tết. Mỗi khi Tết đến xuân về, người người nhà nhà hân hoan trang hoàng sắm sửa để vui dày chào đón năm mới bên người thân cùng những hy vọng mong ước tốt đẹp trong năm mới. Thì ở đâu đó vẫn còn có những học sinh sinh viên hoàn cảnh khó khăn, khó được hưởng niềm vui, niềm ước mơ trọn vẹn. Với tinh thần yêu thương và sẻ chia, trong những ngày qua, các ngành các cấp, các trường học khắp nơi tích cực vận động sự đóng góp của Mạnh Thường Quân dành những phần quà yêu thương trao tặng cho các em. Hôm nay em nhận được một phần quà Tết. Em cảm thấy rất là vui và xúc động vì thầy cô đã yêu thương em và quan tâm em. Đây là những món quà giúp cho em có một cái Tết đầy đủ và sum họp gia đình. Theo số liệu thống kê, đến thời điểm hiện nay, có hơn 2.000 học sinh sinh viên hoàn cảnh khó khăn được trao những món quà cùng lời động viên, lời chúc tốt đẹp. Những món quà Tết được trao cho các em tuy không nhiều nhưng mang đến thông điệp nhân ái, nghĩa tình, sẻ chia của các cấp, các ngành, góp phần giúp các em đón Tết trong sự ấm áp, tình yêu thương của cộng đồng.